nay chúng ta sẽ đi ra chợ Bến Thành gần nhất các bạn. Nay chúng ta sẽ khám phá ẩm thực của trung tâm Sài Gòn. Đó là chợ Bến Thành, một biểu tượng của Sài Gòn xưa và nay các bạn nhé. Của cửa đông chợ Bến Thành rất là đông khách du lịch nước ngoài. Bạn có thể thấy hải sản của hai lúa. Bạn có thể thấy nhân viên đang order tôm tôm sú biển. Tôi rất là thương các bạn, đời sống nghèo, ốc hương, thời điểm ốc hương viện và cả cua. Đây là không gian bếp BBQ của hai lúa ẩm thực chợ Bến Thành. Các chị phụ bếp đang nướng tôm trên bếp BBQ bằng than lửa hồng. Chị mặc áo bà ba trông rất là giống những cô gái Nam Bộ ngày xưa. Bên quầy này chúng thì là giới phép đang nướng cá và những cái xiên nướng thịt rất đông. Những khách nước ngoài từ mọi nơi trên thế giới đều ghé những cái khu ẩm thực của chợ Bến Thành để thưởng thức ẩm thực Việt Nam không gian này của hai lúa. Những khách đang ngồi xem menu quán. Khách đang đứng trên đường để xem menu, có thể lựa chọn cái giá.
biến rất là nhiều món, bánh xèo, bánh phọt, cả bánh hỏi đều quay. Đây, nhân viên phục vụ đang bê chả ram uống thịt cho khách. Thì đầu bếp đang cắt cái càng của con tôm càng xanh cho nhỏ để cho khách dễ cắn dễ ăn. Đây là mặt phía sau giáp với lại cửa đông chợ. Đằng sau quán ẩm thực hai lúa. Đây các bạn có thể thấy không khí rất là đông. Những cái món ốc được giới thiệu order lên bàn, những cái món hải sản dành cho người nước ngoài để thưởng thức những cái hương vị Việt Nam. Một không khí rất là đông như các bạn. Nhân viên mặc áo màu vàng đang đứng lột tôm cho khách. Tôi cứ nhờ một ghế vô. Thì nhân viên cũng rất là đông như các bạn, có thể phục vụ khách một cách rất là chu đáo. Nhân viên ở đây rất là giỏi tiếng Anh, có thể order bằng tất cả những ngôn ngữ của các nước từ châu Á đến châu Âu và châu Mỹ. Rất là đông từ khách nước ngoài khi ghé Việt Nam đều thích thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Các bạn có thể thấy đó. We'll be right back.